ngày nay thầy có thể được cứu rồi. Chúng ta không đi đến chân của thập tự giá mà là tìm đến Ngài. Tìm Ngài là Chúa. Có lẽ chúng ta cần thấy rõ hơn sự khác nhau giữa sự cứu chuộc và cứu rỗi. Sự cứu chuộc được Chúa Giêsu bảo đảm trên thập tự giá cách đây hơn 2000 năm. Còn ngày nay sự cứu rỗi của chúng ta dựa trên sự cứu chuộc đó. Sự cứu chuộc được lời cầu nguyện của Chúa được rất nhiều nhé. Anh thấy cái lòng của họ học kính sợ Chúa, kêu họ biết được Chúa khi đóng bài này rồi anh biết được Chúa được cái lòng. Sao cái Đà Lạt này nó cũng nhỏ mà mọi người không biết cái nhóm ở trong một sư Giang với Hải ở trong đường thông ấy, ở trong cái đường đi vô ấy á. Thì tin lành nó cũng giống giống vậy, là tới dự lễ là đi về. Còn cái đâu Chúa không muốn nhận, Chúa muốn mình là hậu cơ của Chúa. Mỗi lần mà đi uống cà phê lại sáng tác phim ảnh về hoa cỏ không ngớt à. Đây các bạn có thấy đẹp không, phượng tím ở trên này nè, nguyên cái cây này nè, nó cứ rớt thẳng xuống chỗ này à. Đây là chân núi La Bian Đạ Sa. Đây là con cá tầm ở Đạ Sa và được đãi bởi gia đình con cái chúa à. Đây là anh chàng đẹp trai như Ấn Độ, là rể của cô Quỳnh Giao kiến trúc sư. Và đây là bữa ăn thông công ngày thứ bảy, bữa ăn yêu thương. Và đây là cô Quỳnh Giao chủ nhà à, đại phí tạ ơn chúa bữa nay. Cuối tuần mà chú khiến đi vô cái quán này là nhà của con cái chúa à, thấy cái sách ở thấy khoái rồi. Tôi nghĩ nhà này rất là yêu mỹ thuật vì có ngày xưa có một ông chú tại là họa sĩ của Đà Lạt, tranh ảnh vẽ cũng khá nhiều, ngoài ra có chép một số tranh của Pháp trường phái Ấn Tượng Impressionist và trên trường phái đó thì Đà Lạt cũng rất là thích. Nét nhà rất là miền Nam xưa luôn, chưa đâu cũ luôn. Ngồi ngay chỗ các bạn mãi mãi mà đây là hành động này, chân lý. Đây là chân của đứa cháu đang ở cà phê làm ở cái nhà này là để bán nuôi gia đình.